Quill đã tài trợ cho video này. Cái này. 3, 2, 1. Đập và đập. Yay! 3, 3, 3. Ba, 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 boom. Wow! Wow! Mình muốn nó. Thích chiếc xe mới của anh không Chris? Có, nhưng em tốt hơn. Của em đâu? Vlad, em sẽ chỉ cho anh. Wow. Thử nó đi. Wow. Nó hoạt động rồi. Gì thế? Hoạt động rồi. Sợ quá đi. Mega Race là thứ anh yêu thích nhất. Chris, hãy xây dựng đường đua và đua nào. Yeah, Chris. Yeah. Đi thôi. Sẵn sàng chưa? Phải, chúng ta đã sẵn sàng đến đây. Phá và phá, yeah. Chơi lớn nào, nào Hot Wheels. Phá và phá. Đi thôi. Sợ quá đi. Xem chuyện này diễn gây như thế nào. Phá và phá. Yeah. Ba ba boom. Phá và phá. Ha
ơi, các con tôi, con đang làm gì trong nhà vậy hả? Mẹ ơi, chúng con đang chơi xe tải quái vật. Đây là một chiếc xe lớn, hãy chơi bên ngoài. Dạ. Đi thôi các con. Đi thôi. Được rồi các con, chúng ta đã đến. Yeah. Yeah. Cố lên, cái đầu tiên, Chris. Giờ dã ngoại. Yeah. Hãy đi với con. Chơi lắm nào Hot Wheels. Sẵn sàng chưa nào? Con trai. Mẹ ơi, tuyệt thật đó. Sợ quá đi. Phá hủy và kèo thế. Nhìn vào sức mạnh của chiếc xe này. Lên, dừng. Và kẹo dẻo cho con. Yeah. Yeah. Luôn luôn là một ý tưởng tốt để dành thời gian cho gia đình bạn. Yeah. Yeah. Cảm ơn Hot Wheels đã tài trợ và giúp tôi tạo ra video này.